tiếng ăn bài 43 phòng 1. Từ luận tiếng Anh bài 43 phòng 1. Từ 1 là qua đo được vào tủ quần áo. Qua đồ rập vào tủ quần áo. Số 2 là ran khóc áo mưa. Ran khóc là áo mưa. Răng khóc là áo mưa. Răng khóc áo mưa. Và số 3 là loser là rậm. Loser là rậm. Số 4 là pocket, pocket là túi. Một cái là cái túi. Pocket, cái túi. Số 5 là button và quả tiết. Button là quả tiết. Button là quả tiết. Button. 6. Số 6 là mắt. Mắt là hộp. Mét hộp. Mét là hộp. Qua đo rập là tủ quần áo. Ran khóc là áo mưa. Rút là rộng. Loser là rộng. Bucket là túi. Thần là quả tiết. Mắt là hộp. Qua đo rập là tủ quần áo. Ren khóc là áo mưa. Loser rộng. Pocket là cái túi. Button là quả tiết. Mắt là hộp. Mình xin kết thúc từ vựng tiếng Anh bài 41, 43 phần 1 tại đây.